Lâu rồi đúng không ạ? Rất là lâu rồi thì xe điện ba bánh có mái che và có cả bạt che mưa như này. Lại tiếp tục về hàng và lần này về sẽ đủ màu nhá. Về đủ màu cho mọi người luôn. Đây là Mạnh Phát chưa lắp cố định thôi. Lắp cố định vào thì nó rất là chắc chắn. Xe này là một trong những dòng xe điện ba bánh đa năng, 3 chỗ ngồi. Đây mọi người có thể quan sát này, có 3 chỗ ngồi có thể chở được 2 người lớn, 1 trẻ em hoặc là 1 người lớn, 3 trẻ em. Xe có mái kính nguyên chiếc thiết kế theo xe luôn, mái cong. Đây, anh giờ sẽ quay cho mọi người xem này. Mái có logo của nhà máy thể hiện rất là rõ ràng và chi tiết nhá. Đấy, có cả gạt mưa điện này, có cả gạt mưa điện như này. Đây mình phát sẽ gạt thử cho mọi người xem. Có gương này. Con này thì không khác gì một con ô tô mini rồi. Điện gọn và giá rất là rẻ. Rẻ bằng một con xe máy điện bình thường thôi. Đấy, rất là tiện nhá. Xe này đang được chạy 5 bình ắc quy và có quãng đường di chuyển là 70 80 cây một lần sạc. Xe có cả khóa từ remote điều khiển từ xa, bật xe không cần chìa luôn ạ. Đây. Đấy, bà che mưa, ngồi bên trong thì rất là ấm. Xe có cả phanh tay này. Phanh tay, phanh chân ở bên phải. Đấy, các bác mà có nhu cầu chuyển tay ga chân phanh sang bên trái thì con này chuyển chân phanh hơi khó nhưng tay ga chuyển được nhá. Tay ga chuyển được. Đây bảng đồng hồ rất là to, nhìn rất là sắc nét và rõ ràng. Đây. Đấy, rất là tiện, có số nhá. 1 2 và 3 đầy đủ. Tốc độ tối đa nó đạt khoảng gần 40 cây một giờ. Đấy, đi được 7 80 cây một lần sạc. Đối với xe của Mạnh Phát thì chúng ta sẽ có vành là vành nhôm. Vành xe là bánh 300-8 nhá. Bánh 300-8. Còn đây là phiên bản màu xanh này. Đây anh sẽ quay cho mọi người xem. Có logo của nhà máy ở giữa phát sáng. Xe này thì chúng ta sẽ có hai cái cốp. Đây. Một cốp ở bên trong này để đồ này, rộng rãi thoải mái. Giấy tờ nhập khẩu của xe đầy đủ. Đấy, chi tiết và sắc nét. Đấy. Chúng ta sẽ có một cái cốp ở đằng sau như này. Đây, một cái cốp ở đằng sau như này. Đấy, cũng rất là rộng rãi, dung tích khoảng 15 lít. Đấy, để đồ thoải mái luôn. Và đây là phiên bản màu đỏ nhá. Đấy. Đây là phiên bản màu đỏ. Đấy, toàn bộ xe là nhập khẩu nguyên chiếc. Và bây giờ về Mạnh Phát sẽ lắp lên như này cho mọi người và giao cho mọi người. Đấy, các bác là có nhu cầu mua xe điện ba bánh Xích Long Pro này thì nhấc máy lên alo xe Mạnh Phát nhá. Số lượng về không nhiều đâu ạ. Từ giờ Tết thì bây giờ mọi các bên họ cũng đang nghỉ rồi. Đấy, ai còn bao nhiêu hàng thì bán thôi. Mạnh Phát cũng vừa về được mấy chục cái thôi, không nhiều. Chưa chắc đã đủ để bán từ giờ Tết đâu, nên các bác mà có nhu cầu muốn mua sản phẩm này thì chủ động alo cho xe Mạnh Phát nhá. Đối với sản phẩm này thì Mạnh Phát đang phân phối tại Việt Nam bản 5 bình là 20.500.000. Còn bạt che này các bác có nhu cầu mua thêm thì là 600.000. 600.000 một bạt nhé. Nhà Mạnh Phát bán giá rất là hợp lý. Và xe này được bảo hành chính hãng lên đến 3 năm, bao gồm là khung sườn động cơ là 3 năm này, ắc quy 18 tháng, hệ thống điện 12 tháng nhé. Nếu mọi người có nhu cầu thì nhấc máy lên và alo cho xe điện Mạnh Phát qua số điện thoại là 0358 993 993 hoặc là 0866 903 993. Do chiếc xe này khá là to và cồng kềnh nên là tùy từng vị trí, khu vực. Có những khu vực thì các bác phải phụ phí thêm thì các bác thông cảm nhé. Bởi vì xe nó rất là cồng kềnh. Nếu mà nó gọn như con Mi Pro này này thì miễn phí vận chuyển toàn quốc rất là dễ dàng. Nhưng mà con này nó cồng kềnh và nó có cái mái kính như này này. Đấy. Nên là vận chuyển đi rất là nguy hiểm. Nó rất là vỡ kính. Đây nhập khẩu về đôi khi có những xe phải vỡ kính và Mạnh Phát phải đặt kính dự phòng trước về để thay thế. Nên là mọi người có nhu cầu thì alo nha để Mạnh Phát biết địa chỉ và sẽ nói rõ là chỗ đấy là phải phụ phí ship bao nhiêu nhá. Có gì mọi người nhấc máy alo cho xe Mạnh Phát nha. Xin chào và hẹn gặp lại.